lộ loạt ảnh hiếm trong đám cưới của biên tập viên Quang Minh và bạn gái kém 10 tuổi. Cuối cùng thì đã đến ngày cả hai tổ chức đám cưới và danh chính ngôn thuận về chung một nhà. Cách đây không lâu, showbiz Việt xôn xao khi biên tập viên Quang Minh để lộ ảnh cưới với bạn gái kém 10 tuổi, chính là nhà văn được nhiều người biết đến tên là Linh Lê. Mặc dù nhân vật chính rất kín đáo, không hề chia sẻ bất kỳ thông tin nào về chuyện vui này. Nhưng theo thông tin được biết, thì giám đốc VTV24 sẽ tổ chức hôn lễ vào đúng chiều tối ngày hôm nay, 27 tháng 9. Sắp đến giờ trọng đại, một bức ảnh cưới đen trắng được chụp từ phía sau của biên tập viên điển trai này lại được tiết lộ, khiến mọi người vô cùng tò mò. Ở tuổi 41, nhìn anh vẫn trẻ trung và phong độ, nhiều khán giả đã gửi lời chúc phúc tới vợ chồng biên tập viên. Được biết, vợ anh sinh năm 1986 tại Đà Nẵng, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Linh Lê được sinh ra trong một gia đình có truyền thống văn học nghệ thuật. Cô là nữ nhà văn nổi tiếng với những tập sách thể hiện ngòi bút sắc bén. Thêm bức ảnh cưới của biên tập viên Quang Minh được tiết lộ trước giờ di, khiến nhiều người tò mò. Vợ của anh là một nhà văn được nhiều người biết đến. Cô nàng xinh đẹp và kém biên tập viên Quang Minh 10 tuổi. Lần hiếm hoi cặp đôi công khai xuất hiện trong một chương trình. Đây chính là cô gái đánh cắp trái tim của soái ca VTV. Dường như người đẹp sinh năm 1986 có lối sống khá cởi mở, phóng khoáng và cá tính. Không chỉ một lần mà vô số lần, cô tự đăng ảnh những khoảnh khắc hút thuốc lên mạng xã hội. Lâm Khánh Chi, cơ thể tôi hoàn hảo 100%, nhiều cô gái chuẩn gặp tôi còn phải hết hồn. Cơ thể tôi hoàn hảo 100%, nhan sắc không thua kém bất kỳ người nổi tiếng nào trong showbiz. Nhiều em nhìn thấy tôi còn phải thốt lên, của chị đẹp hơn của em. Khi những bí mật trong cuốn tự truyện lột xác vẫn còn nguyên sức nóng, Lâm Khánh Chi tiếp tục gây ồn ào khi chia sẻ trong một talk show mới đây. Bên cạnh việc tiết lộ về quá khứ uẩn khuất trong mối quan hệ với đàn chị Phương Thanh, họ Lâm còn thu hút sự chú ý khi nói về cuộc sống đời thường của cô sau khi chuyển giới. Theo đó, giọng ca Nếu Em Được Lựa Chọn tự tin khẳng định hiện tại thân thể của cô đạt hoàn hảo 100%, không thua kém bất kỳ cô gái nào. Thậm chí mỹ nhân chuyển giới cũng không ngại đặt nhan sắc của mình lên trên nhiều ngôi sao nổi tiếng trong showbiz. Những người chuyển giới bây giờ, nếu có tiền, chọn bệnh viện lớn có uy tín, biết cách làm thì cực kỳ đẹp. Tôi dám tuyên bố, người chuyển giới đẹp không thua kém bất kỳ một người phụ nữ bình thường nào. Bây giờ tất cả mọi thứ tôi đều hoàn hảo 100%. Nhan sắc của tôi không thua kém bất cứ một đối thủ nào nổi tiếng trong showbiz, Lâm Khánh Chi khẳng định. Khẳng định cơ thể hoàn hảo 100%, nữ ca sĩ Em Chỉ Là Một Cô Gái đưa lập luận minh chứng cho lời nói. Bên cạnh những nhận xét tự tin về vẻ ngoài, Lâm Khánh Chi khiến ai cũng ngỡ ngàng khi chia sẻ về những lời nhận xét của các cô gái từng tận mắt nhìn thấy thân thể của cô khi đi tắm trắng. Khi tôi bước ra đường, trước có nhiều người xin chụp hình, tôi phải xinh đẹp người ta mới chụp hình với chứ. Vì có rất nhiều ca sĩ ra đường mà đâu có ai xin chụp cùng. Vừa chụp hình người ta lại vừa khen, sao ở ngoài đời chị đẹp hơn trên truyền hình vậy. Các chị em trong nghề bây giờ gặp tôi còn hết hồn, chứ đừng nói gì đến khán giả. Nhiều em làm trong thẩm mỹ viện massage mà tôi lui tới chăm sóc sắc đẹp, nhìn thấy hết từ trên xuống dưới của tôi đều phải thốt lên. Em không ngờ chị chuyển giới mà đẹp đến vậy, cơ thể chị đẹp hơn của em nữa. Như vậy nếu tôi nói xạo thì mấy em đó sẽ cười, đó là một thành công của tôi ở hiện tại, Lâm Khánh Chi kể. Lâm Khánh Chi, cơ thể tôi hoàn hảo 100%, nhiều người ngưỡng mộ khi nhìn thấy tôi từ trên xuống dưới. Tự tin về nhan sắc ở hiện tại, Lâm Khánh Chi khẳng định, nếu lựa chọn lại cô vẫn không hối hận khi đã chuyển đổi giới tính thành con gái. Lâm Khánh Chi ngày xưa rất đẹp trai, là hoàng tử trên sân khấu, nhưng ai đâu hiểu bên trong thế nào. Trong giới showbiz có rất nhiều người như vậy, nhiều người giới tính như tôi nhưng vẫn làm con trai, vẫn lấy vợ có con như bình thường, nhưng tôi lại có lựa chọn cho riêng mình. Chính vì nặng tình, khổ về tình yêu quá nhiều nên tôi quyết định chuyển giới thành con gái. Tôi nghĩ phải sống thật với chính mình thì mới có được tình yêu thật sự. Tôi đã ấp ủ ước mơ được làm con gái từ nhỏ. Bắt đầu từ năm 2005, tôi đã có ý định chuyển giới làm con gái thật sự. Khi mới chuyển giới, cơ thể tôi vẫn cứng, chưa uyển chuyển. Nhưng sau vài năm, bây giờ tôi đẹp lắm, cơ thể chuẩn 100%. Nếu cho lựa chọn lại, tôi vẫn quyết định làm con gái, Lâm Khánh Chi cho hay. Lâm Khánh Chi sinh năm 1977, cô từng là một nam ca sĩ trẻ năng động và có rất nhiều live show riêng. Giữa thời điểm tên tuổi đang được chú ý, chàng trai Huỳnh Phương Khánh quyết định chuyển giới để được sống với con người thật của mình khi ở tuổi 33.
Trải qua nhiều cuộc đại phẫu thuật ở Thái Lan, giấc mơ trở thành phụ nữ của Lâm Khánh Di thành hiện thực. Hiện tại cô lấy nghệ danh là Lâm Khánh Di. Trở về phận nữ nhi với gương mặt thanh tú, dáng người mảnh mai, làn da trắng mịn màng, ca sĩ Lâm Khánh Di được đồng nghiệp và bạn bè gọi là công chúa như một lời khen tặng cho vẻ đẹp và nét duyên dáng. Sau hành trình dài tìm lại chính mình, Lâm Khánh Di của thời điểm hiện tại đã hạnh phúc hơn nhiều, đã tìm thấy nửa yêu thương của mình. Người đánh cắp trái tim họ Lâm là Trần Phi Hùng, một doanh nhân người Nam Định, sinh năm 1985. Người đẹp chuyển giới cho hay, cô và bạn trai kém 8 tuổi sẽ về chung nhà vào tháng 11 tới. Anh ấy hiền lành, thật thà, ga lăng, quan tâm và lo lắng cho tôi, như vậy là quá đủ với tôi. Khi về gặp gia đình anh ấy, mọi người rất yêu thương tôi và đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc khi là người con gái đầu tiên anh ấy dẫn về ra mắt bố mẹ. Bố mẹ nói không nghĩ tôi làm con gái đẹp đến vậy. Mẹ chồng còn bảo bà rất thương con trai, nên chỉ cần con trai hạnh phúc là bà vui lòng, Lâm Khánh Di chia sẻ. Đông Nhi, lễ cưới của tôi và ông Cao Thắng không còn xa. Đông Nhi cho biết cô và bạn trai đã nghĩ tới đám cưới khi cả hai chuẩn bị bước sang tuổi 30. Cô sẽ công bố về hôn lễ khi đã chuẩn bị sẵn sàng. Mới đây, Đông Nhi xác nhận tham dự Asia Song Festival, liên hoan ca khúc châu Á. Cô là đại diện tiếp theo sau Noo Phước Thịnh biểu diễn tại sự kiện này. Trong năm trước đó, giọng ca Gạt Đi Nước Mắt đã được báo giới Hàn Quốc đánh giá cao. Với tư cách là người tiếp bước, Đông Nhi nhận được nhiều kỳ vọng, nhưng đồng thời đây cũng là áp lực đặt nặng lên vai giọng ca Bad Boy. Những đại diện trước đó của Việt Nam là Noo Phước Thịnh và Hồ Ngọc Hà đều rất đầu tư khi tham gia Asia Song Festival. Còn chị chuẩn bị những gì cho tiết mục biểu diễn của mình tại sự kiện năm nay? Chắc chắn rằng không chỉ tôi mà bất cứ người nghệ sĩ nào khi nhận trên mình trách nhiệm mang chuông đi đến xứ người đều mong muốn được làm những gì tốt nhất để khẳng định giá trị của nền âm nhạc nước nhà. Asia Song Festival là nơi giao lưu văn hóa âm nhạc giữa các nước trong khu vực châu Á. Đây là cơ hội để đại diện của các quốc gia giới thiệu đến bạn bè quốc tế về nền âm nhạc xu hướng của nước mình, tạo nên mối gắn kết cùng nhau phát triển. Tôi cảm thấy tự hào khi hai đại diện trước tôi là chị Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh đã làm tốt vai trò của mình tại nước bạn. Hiện tại tôi đã bắt tay chuẩn bị cho những tiết mục của mình trong đêm diễn và rất háo hức. Mong rằng các khán giả tại quê nhà khi theo dõi trực tiếp qua kênh VLive sẽ được thưởng thức những tiết mục tuyệt vời nhất và hết mình ủng hộ cho tất cả các nghệ sĩ của Asia Festival Song 2017. Tham gia Asia Song Festival, Đông Nhi khó tránh khỏi sự so sánh với Noo Phước Thịnh. Đặc biệt trong năm trước đó, Noo đã hoàn thành tốt nhất tiết mục của mình và nhận được nhiều lời khen ngợi. Điều này có tạo áp lực thế nào cho chị? Tại sao phải áp lực khi đây là cả sự tự hào, niềm hãnh diện khi được mang lên mình trọng trách đại diện quốc gia để xem những giá trị tốt đẹp nhất của lĩnh vực âm nhạc giới thiệu đến bạn bè quốc tế? Tôi nghĩ thay vì lo lắng hay so sánh giữa những đại diện với nhau, thì một tinh thần hết mình sống trọn vẹn với âm nhạc luôn là giá trị mà người nghệ sĩ thời đại nào cũng mong muốn có được từ khán giả của họ. Biểu diễn tại Hàn Quốc lại đứng chung sân khấu với những tên tuổi lớn của nước bạn như EXO, Taeyeon, Mamamoo, Đông Nhi có lo sợ mình bị lép vế. Mỗi người nghệ sĩ mỗi quốc gia đều có một giá trị và sức ảnh hưởng riêng của mình. Và vai trò chung của tất cả chúng tôi đều là mang đến những giá trị tinh thần, giá trị âm nhạc phục vụ khán giả. Để được tự tin, thoải mái, cống hiến những điều tốt đẹp đó, điều mà những người nghệ sĩ chúng tôi cần nhất vẫn là được khán giả tất cả mọi nơi ủng hộ hết mình và dành sự tôn trọng. Thay vì nghi ngại, thì sự đồng lòng tin tưởng sẽ giúp đại diện của đất nước mình cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều. Sau khoảng thời gian liên tục nhận được những giải thưởng và tham gia sự kiện quốc tế, chị định hướng âm nhạc của mình như thế nào trong tương lai? Đến hiện tại và đạt được những mục tiêu mà mình đề ra, hơn ai hết tôi biết mình đang làm gì cho chặng đường trong thời gian tới. Cũng đã đến lúc tôi cần làm gì đó thật xứng đáng với sự ủng hộ của các khán giả dành cho mình. Tôi sẽ thể hiện sự biết ơn đến từ tận đáy lòng thông qua những kế hoạch lớn đang được ấp ủ trong năm tới. Sau sự kiện Asia Song Festival, chị có kế hoạch nào khác ở Hàn Quốc không? Chị hãy chia sẻ đôi chút về kế hoạch này. Kế hoạch thì chắc chắn có để dành tặng các khán giả của tôi ở đất nước này. Tuy nhiên, tôi cũng muốn giữ chút bí mật để công bố vào thời điểm thích hợp hơn. Cùng việc Đông Nhi tham gia Asia Song Festival, nhiều khán giả đánh giá thời gian qua chị không có sản phẩm âm nhạc nào thực sự đột phá. Chị nghĩ sao về ý kiến này? Như tôi đã nói, đừng dự đoán hay nghi ngại điều gì, vì bất cứ một đại diện nào của Việt Nam
khi bước ra đấu trường quốc tế đều mong muốn được sự đồng lòng ủng hộ của khán giả quê nhà để tạo nguồn động lực. Còn việc đột phá hay không thì hãy chờ đợi kết quả của nó thông qua hiệu ứng khán giả khi trình diễn diễn ra. Gần đây, hình ảnh được cho là Đông Nhi đeo nhẫn cưới liên tục được chia sẻ và làm dấy lên tin chị và ông Cao Thắng sắp kết hôn, thực hư việc này như thế nào. Việc kết hôn chắc chắn đang nằm trong dự định ở tương lai hai đứa. Khi nào có đôi nhẫn chính thức, chúng tôi sẽ giới thiệu nó với các bạn theo cách của mình. Tại sao hai người yêu nhau lâu mà chưa kết hôn? Có phải Đông Nhi chưa thực sự tin tưởng vào tương lai cũng như chỗ đứng của mình tại làng nhạc Việt để sẵn sàng gác lại sự nghiệp? Chuyện hệ trọng cả đời thì cần có sẵn sàng, chuẩn bị chu toàn về mọi mặt và từ hai phía. Nó không phụ thuộc hoàn toàn vào thứ hạng sang hay vị trí của một trong hai làng nhạc Việt, mà cần sự thống nhất chung, cùng đồng lòng để bước sang một giai đoạn mới trong đời. Cả tôi và anh Thắng đều cảm thấy mình chưa sẵn sàng hay vội vã lật sang một trang mới. Do đó chúng tôi vẫn chưa thể báo tin vui đến mọi người ở hiện tại. Tuy nhiên nó chắc chắn sẽ diễn ra trong một tương lai không xa. Gia đình hai bên có thúc giục chuyện kết hôn hay không? Vì hiểu được những mong muốn của hai đứa và tôn trọng quyết định của chúng tôi, nên gia đình hai bên không thúc giục chuyện kết hôn. Khi mọi thứ đã sẵn sàng và đúng thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ chính thức công bố với tất cả mọi người.